Thưa quý vị và các bạn, sự việc một người phụ nữ 59 tuổi rơi xuống vực ở Yên Tử, sau 7 ngày vẫn sống sót khiến cho nhiều người không khỏi bất ngờ. Trở về Hà Nội sau khi được cứu sống, người phụ nữ này vẫn không thể quên khoảng thời gian sống trong sợ hãi và tuyệt vọng khi từ dưới vực sâu bà kêu cứu mà không ai nghe thấy. Theo thông tin mà chúng tôi được biết, để duy trì sự sống, người phụ nữ này đã bới rác tìm nước uống, ăn lá cây rừng, chia nhỏ gói cơm cháy theo lời bà Nguyễn Thị Bích Liên sinh năm 1963, quận Nam Tử Liêm, Hà Nội chia sẻ, sau khi rơi xuống khe núi, đầu gối lên rễ cây, bà Liên từng ba lần bám vào cành cây định leo lên nhưng bất thành, kêu cứu nhiều ngày mà không ai nghe thấy. Để duy trì sự sống, bà chia nhỏ gói cơm cháy ăn dần, nước thì bới trong rác còn thừa để uống. Bà còn bới thêm củ lạc tiên để ăn, ngắt lá non cây rừng ăn đỡ trong lúc đói. Ngày mùng 2 tháng 5, trong lúc lục đống rác xung quanh, bà Liên tìm được một loại bằng inox bà dùng để gõ nhưng vẫn không ai nghe thấy. Bà ngồi khóc một mình rồi lại trời lại Phật phù hộ. Đến sáng ngày mùng 3 tháng 5, bà Liên nghe thấy tiếng người nói chuyện nên dùng sức kêu to và gõ mạnh vào bình inox. Sau một giờ, bà Liên đã được tìm thấy và được giải cứu thành công. Hiện tại, bà Liên đã được gia đình đưa trở về Hà Nội và sức khỏe bà Liên đã ổn định trở lại.